Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại đối với lại kênh YouTube của Bestseller. Hôm nay Bestseller sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách sao chép sản phẩm từ sàn Lazada của người khác sang sàn Shopee của mình. Để sử dụng tính năng này, các bạn cần thực hiện 5 bước sau đây. Bước thứ nhất, kết nối Shopee và cài đặt tiện ích. Bước thứ hai, sao chép sản phẩm từ Lazada về Bestseller. Bước thứ ba, import từ Bestseller vào hộp nháp Shopee. Bước thứ 4, chỉnh sửa thông tin trong hộp nháp Shopee. Bước thứ 5 là đăng tải sản phẩm lên sàn Shopee. Đầu tiên mình sẽ vào module sản phẩm, sao chép sản phẩm. Mình sẽ chọn là sao chép bằng tiện ích. Ở đây mình cần cài đặt tiện ích của Bestseller, chọn vào cài đặt. Mình chọn là thêm vào Chrome, thêm tiện ích. Rồi, như vậy mình đã cài đặt thành công tiện ích sao chép sản phẩm của Bestseller. Bây giờ mình sẽ vào một sàn thương mại điện tử của Lazada. Rồi, mình sẽ kiếm một sản phẩm để sao chép về sàn mình bán ha. Ví dụ như mình bán áo thun nữ đi ha. Thì ở đây mình có thể sao chép từng sản phẩm một, hoặc là mình có thể sao chép toàn bộ sản phẩm có xuất hiện ở trong cái trang hiện tại này ha, ở nút này ha, sao chép trang hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ như là mình muốn bán cái sản phẩm này đi ha. Mình sẽ chọn là sao chép đến Bestseller. Rồi, sau khi sao chép thành công thì sẽ xuất hiện ra thông báo là đã sao chép thành công ha. Mình sẽ chọn là kiểm tra sản phẩm đã sao chép, bấm chọn vào. Rồi, ở đây mình sẽ chọn sản phẩm và chọn import to store để thêm vào hộp nháp. Mình cần thêm vào sàn Shopee ha. Rồi, mình sẽ chọn là import. Rồi, sau khi import thành công thì sẽ có xuất hiện ra thông báo và mình sẽ chọn vào hộp nháp để chỉnh sửa thêm một lần nữa. Rồi, ở đây mình có hai cách chỉnh sửa ha. Một là chỉnh sửa từng một từng sản phẩm ở đây, hoặc là mình có thể chọn nhiều sản phẩm và chỉnh sửa hàng loạt. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa từng sản phẩm ha, mình sẽ chọn ở đây. Rồi, ở phần này thì mình có bổ sung thêm là những thông tin bắt buộc, ví dụ như là thương hiệu No Friend. Rồi, chọn phí vận chuyển. Rồi, thêm vào cân nặng và kích thước đóng gói. Rồi, sau khi điền hoàn tất tất cả các thông tin mà Shopee yêu cầu bắt buộc điền thì mình bấm là lưu và tải lên ha, hoặc là hẹn giờ và tải lên. Thì hẹn giờ tải lên thì ví dụ như mình muốn 7 giờ tối nay tải lên thì mình có thể chọn là hẹn giờ tải lên hoặc là lưu và tải lên. Rồi, ở đây mình chọn thêm cái MD5 này nữa ha, để nó xóa thông tin hình ảnh của shop mình sao chép ha. Rồi, mình sẽ bấm đóng ha. Rồi, mình sẽ chọn là lưu và tải lên. Rồi, sau đây là đã thao tác thành công rồi ha. Rồi, mình sẽ vào kiểm tra thử coi là sản phẩm đã lên hay chưa ha. Rồi, mình sẽ vào sản phẩm online để kiểm tra ha. Thì đây mình đã thấy sản phẩm của mình đã lên trên sàn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào kênh Shopee, kênh người bán của mình ha, để kiểm tra ha. Rồi, ở đây mình sẽ kiểm tra tất cả sản phẩm. Là mình vào tất cả sản phẩm mình kiểm tra thì đã thấy sản phẩm của mình đã lên trên sàn rồi ha. Rồi, ở đây mình có thể kiểm tra là ví dụ như là nếu mà sản phẩm tải lên thất bại á, thì nó sẽ được thêm vào đây, tải lên thất bại. Hoặc là mình tải lên cùng lúc nhiều sản phẩm á, thì nó sẽ nằm ở là đang tải lên và chờ tải lên ha. Vậy là Bestseller vừa hướng dẫn xong cho tất cả các bạn về cách sử dụng tính năng sao chép sản phẩm từ sàn Lazada của người khác sang sàn Shopee của mình. Hãy ấn like, share và subscribe và chọn nút chuông nho nhỏ để bật thông báo cho video sớm nhất. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng mình hoặc comment phía dưới để Bestseller có thể hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Bestseller.
Chúc các bạn áp dụng thành công tính năng này và kinh doanh hiệu quả. Bestseller xin chào và hẹn gặp lại.